Alo, 1234, alo. Xin chào toàn thể anh em đam mê tàu thuyền nha anh em ơi. Bữa nay mình đi lạc vào trong Cà Ná. Mình sẽ quay tập đoàn khoai súc và lưới trũ Cà Ná cho anh em xem nha anh em. Thì ngờ khoai súc và ngờ lưới trũ là hai cái ngờ kết hợp với nhau nha anh em. Lúc nào họ đi khoai súc được thì họ đi. Còn lúc nào họ không đi khoai súc thì họ sẽ đi trũ bao. Mình kêu lưới lúc trũ, còn ở trong Cà Ná, Nha Trang thì họ hay gọi là trũ bao đó anh em. Thì ngày hôm nay mình sẽ quay rất nhiều những chiếc ghe ở trong cái khu vực Cà Ná, xã Cà Ná, cho nên là cái video của mình nó sẽ hơi dài một xíu, nó mới quay hết một số những chiếc ghe nổi bật. Thời lượng của mình quay là mình sẽ quay một số những cái chiếc ghe nổi bật đẹp, những mẫu ghe mới cho anh em xem, và những cái thước phim của những cái chiếc ghe nó vào nó cập cảng lấy đá và xuất bến thì nó sẽ nổi bật hơn so với những cái chiếc ghe đang neo đậu. Cho nên là cái lượng ghe của Cà Ná thì rất là đông, cho nên là mình sẽ dành nhiều thời gian cho cái video này, cho nên là anh em chịu khó xem hết full video mới thấy được. Càng về sau sẽ có nhiều chiếc ghe rất là đẹp mà sẽ lột tả được những cái điểm nổi bật của cái người làm biển ở Cà Ná nha anh em. Đặc biệt cái người ở Cà Ná họ làm biển thì chủ yếu bằng cái nghề khoai súc và lưới trũ là chính nha anh em. Nhưng mà bây giờ thì mình thấy thì ở Cà Ná một số ghe mà lớn và một số ghe được đóng mới thời điểm gần đây thì họ làm lưới trũ bao là chính. Như chiếc ghe này thì tầm khoảng 17 mét, và trên ghe có trang bị giàn đổ đỡ bên lưới cho nhanh ha. Cái giàn đổ này á thì trước kia đa phần chỉ có trụ bao mới xài cái giàn đổ này. Thì sau này ở Phú Yên mình một số anh em làm ngờ lưới rút đêm cũng thấy nó khá là tiện dụng, cho nên là cũng đem vào sử dụng và cảm thấy rất là hiệu quả. Mẫu ghe Cà Ná anh em thấy không, rất là đẹp. Thì mẫu ghe của tỉnh Ninh Thuận và Nha Trang và Phú Yên là ba cái mẫu ghe của ba tỉnh này là nó gọi là giống nhau, cái kiểu phả và cái kiểu đóng ghe nó giống nhau. Chỉ có điều thì ở mỗi tỉnh thì có một cái sự khác biệt về cái phù hợp cho cái công việc, phù hợp cho cái sở thích của mỗi người thì nó có sự khác biệt một tí xíu nhẹ. Còn đa phần cái khuôn ghe và cái mẫu ghe của Phú Yên, Khánh Hòa và Ninh Thuận thì giống nhau hoàn toàn. Đây thêm một chiếc tàu cá này nữa là làm cũng làm ngờ lưới trũ bao luôn anh em. Tàu cá này chắc tầm 18 mét, mẫu ghe nhìn rất là dài. Nhưng mà đặc biệt ghe ở Cà Ná họ làm khoai súc lên em, cho nên hào khỏe với ghe nó hơi vàng, khỏe ghe rất là len ha. Ghe dài cả 18 mét mà phải quá thấp luôn. Bởi vì làm người súc với đặc biệt là người súc thôi, lưới trũ thì cũng không cần phải len đến mức độ này. Người súc thì họ thích cái thân ghe nó len xuống, họ tiện dụng cho cái công việc họ làm hơn. Và đặc biệt ở Cà Ná là anh em thấy cái mẫu ghe họ đóng hầu như là giống nhau, đa phần là đóng chung một hãng hoặc là cũng một hai hãng gì đó, nhưng mà cái kiểu ghê rồi họ thích đóng cái kiểu giống nhau. Và cái cabin của ghe Cà Ná anh em thấy đa phần là cabin kính và cabin đóng rất là gọn, nó không có cao và nhiều cửa nhiều tầng giống như cabin của anh em ở Mỹ Tân hoặc là anh em Phú Yên, Nha Trang thì họ đóng cái cabin nó có vẻ rờm rè hơn. Còn ở Cà Ná họ đóng cái cabin theo mình nhận xét là rất là đơn giản,
rất đơn giản và rất gọn, bớt heo gỗ. Đồ, chiếc lưới trụ này quá to luôn, chiếc này chắc phải tầm hơn 18 mét. Đeo phần ghe ở Cà Né được lắc tích hoàn toàn nha anh em, đeo phần ha, mình không nói là 100%. Thì ở Cà Né là nổi tiếng với cái ngờ lắc tích anh em, thợ Cà Né lắc tích thì khỏi chơi luôn. Đây, một chiếc lưới trụ được lắc tích hoàn toàn, chép bọt rất láng mịn, rất đẹp. Trên ghe này có trang bị radar. Thì mình cũng giải thích tí xíu cho anh em về cái chức năng hoạt động của radar. Ở phần này thì những anh em làm nghề biển thì mình không cần phải giải thích ha. Còn những anh em không làm nghề biển thì mình nói mở rộng tí xíu về cái radar là nó có chức năng bám điểm anh em. Thì khi mình đang ở một cái điểm mình dò tìm cá, nhưng mà ở khu vực khác mình thấy có một cái chùm đông á. Cái chùm đông mà có nhiều ghe nó di chuyển về cái khu vực cái đám đông đó, thì mình sẽ cái radar nó báo lên màn hình cho mình, thì mình sẽ soi về cái đám đông đó. Mình cảm thấy những cái con tàu, có nhiều cái con tàu cá khác nó cũng đang chạy về cái đám đông đó, thì mình biết là cái hướng đó là cái hướng mà có nhiều ghe tập trung đang bổ lưới hoặc là đang tìm cá. Thì cái radar nó hỗ trợ cho mình, cái chức năng chính của cái radar là ở cái điểm đó. Còn nó báo tàu thuyền xung quanh, báo vật cản và báo báo mưa, báo thời tiết, thì những cái đó thì cũng là một trong những cái chức năng của cái radar. Thì mình giải thích nó đơn giản tí xíu. Thì radar cũng giống như cái máy dò quét cá, nó cũng có nhiều hãng khác nhau. Em có thể mua hãng Coden hoặc là Furuno hay là một số hãng khác đều có. Đây, thêm một chiếc chủ bao nữa. Đó, anh em thấy cái cabin của các cái anh làm biển ở Cà Né đóng giống nhau quá ha. Ở cái cổ dàn lầu cổ ở phía trước là có cái thanh trọng qua, đặc biệt khi ở Nha Trang hoặc là Phú Yên hầu như không có điều đó. Cabin này mà nếu mà cho những ghe lưới rút đêm mà các thuyền viên ngủ chắc không đủ, bởi vì ghe lưới rút đêm đi đông lắm anh em, đi toàn là 17 hoặc là 18 20 người không. Còn ghe chủ bao thì chắc là đi cũng ít thành viên hơn, phun khói luôn. Và cái điểm thứ hai nữa mình nói với anh em, số anh em ở các tỉnh làm biển khác đang xem video của mình là ở Cà Né họ xây lái anh em, xây lái ghe là đeo phần họ xây dán đứng, ít khi ai, hầu như là không có ai xây ván ván ngang hết á, lái là lái đứng hết, lái đứng. Và cái model của họ là không có thích có cái con giềng ở phía sau ha, con giềng là kéo dài ra hai bên hông thôi. Còn model ghe ở Nha Trang, Mỹ Tân và Phú Yên thì mình thích xây các cái con giềng phía sau hơn, nhìn nó vòm vàm và nó chắc chắn. Còn cái mẫu ghe của Cà Né thì cái đường phả và cái đường nét của nó kết hợp với một cái cabin thanh mảnh thì nhìn chiếc ghe nó hơi mềm mại và dịu dàng hơn, nó không có cọc cằn, hay là nhìn cái tính độ chắc của nó không có nổi bật lên những cái điều đó. Tuy nhiên thì ghe vẫn là cây dán chất lượng đè gian ha, vì sao hoặc là bằng lan rồi gì đó tùy theo chủ ghe, nhưng mà đóng khỏe theo cột ghe của Cà Né thì mình thấy cột ghe nó hơi thanh mảnh. Nói thanh mảnh thì nó chính xác, anh em dễ hiểu hơn. Và mẫu ghe của Cà Né mình thấy thêm một điều nữa là cái trụ cảo đã gác dây dây phen á, thì anh em không có làm cái dàn hàng hải giống như ghe ở Mỹ Tân. Hầu như ghe ở Cà Né thì 100 chiếc thì lắc tích hết 99 chiếc không, mà lắc tích theo kiểu kỹ lưỡng anh em, lắc tích dây kẹo phân đó. Máy tài công của Cà Né là
vô ra cản là cứng ghê không. Đây, chiếc lưới chủ ở đằng xe nữa nè nè. Ghe cũng được lắc tiếp hết thôi. Chỉ cái điều cặp cản nhiều quá thì nó trầy, nó ló bột đế ra trắng trắng lên nè. Ở này tầm ghe đang làm ngồi lướt trụ ở kè ná thì đeo phần là tầm 16,5 m đến 17,5 m, 18 m là nhiều nha anh em. Cũng có vài chiếc, một số chiếc là 19 m. Đeo phần thì những chiếc nhỏ hơn 16 m độ lại thì ít làm chủ. Đeo phần họ làm xúc, họ làm ngờ một đó, còn họ không đi xúc thì họ neo ghe ở nhà họ nghỉ thôi. Được. Chiếc này sơn màu xám đen nhìn chắc nụi luôn, nhìn nó vòng và nó cứng hơn các cái màu sơn khác. Chiếc sơn màu xám đen nhìn cái đường phẻ nó đẹp quá ha. Hai cái mặt bê bổ ở trước bọc nóc đó. Và hầu như 100% nha anh em. Hầu như là gần như 100% những chiếc ghe ở Cà Ná thì đều có cái tên của chủ ghe ở phía trước hết. Họ có thể họ ghi theo là tên của họ hoặc là tên của cái đoàn ghe anh em của họ. Ở Cà Ná thì mình biết một vài đoàn ghe nổi bật mà mình biết là Lưu Bình, Dương Lỡ, anh em Dũng Cảm, anh em Như Ý. Chiếc ghe này cũng tầm hơn 17 m. Mẫu màu xám đen này bây giờ ở Cà Ná họ bớt sơn lại, họ chuyển qua sơn màu xanh. Trước đó mẫu xám đen này xài thịnh, bây giờ mẫu xám đen nó bớt thịnh lại. Chiếc này cũng có tên ở phía trước mà, Trung Niên hay Trung Hiếu gì đó. Ở đây quá trời ghe tầm 18-19 m nè. Gửi mũi vô cảng để lấy đá đi biển nè nè. Mấy giấc nước chủ này là chiều đi sáng về tầm 3-4 giờ, 2-3 giờ họ vào cảng họ lấy đá, lấy đá xây bắt đầu đi tiếp, sáng về tiếp. Ở đây họ xài điện máng nha anh em. Đó, anh em thấy có cái máng vuông vuông không? Bắt đầu họ sắp bóng tiếp đó. Tiếp vào trong đó. Bóng tiếp thì trước kia xài nó thịnh, nó phù hợp cho cái trụ bao. Chù, chiếc 61 này đẹp ha. Chiếc 61 này như là của anh Nghiên á. Anh Nghiên anh em với Dũng Cảm á. Chiếc 61 này hơn 19 m anh em. Mà nhìn cái nó khỏe len nên nhìn chiếc ghe nó rất là gọn. Chiếc ghe này được đóng tại sông cầu Phú Yên của hãng Hai Tân nha anh em. Ghe này đóng thời điểm đó mình cũng biết, mình cũng có gặp nói chuyện chơi với anh Nghiên. Nghiên ở Cà Ná. Chô chê. Còn một chiếc này nữa, chà bé lửa luôn, nó ngẩng cái mặt lên, nó nẹt bô mấy. Mấy chiếc này nó chưa tìm có quãng được cặp cản đó anh em. Tìm chưa có quãng được cặp cản. Rí bô nẹt bô suốt luôn. Trước là 4-5 thành viên là chuẩn bị dây là bạc vào thành cản là cột á.
phần mình thấy mấy chiếc ghe ở Cà Né họ xài máy cũng rất là mạnh ha. Xài máy mạnh, máy dữ không? Phục vụ cho khoe xúc mình nè. Anh em cũng biết rồi, khoe xúc thì họ thiên về đường chạy đỡ rượt ké. Nên là khoe xúc chiếc nào chạy cũng giỏi hết. Nên là anh em vô hay bình luận video của mình là hỏi chạy bằng phe xúc không, bằng không, thì tùy bạn ơi, tùy cái đặc thù của cái ngờ thôi. Chứ ta đóng ghe tầm hai mấy mét thì chắc chắn là cái máy thì người ta cũng mua cho phù hợp chiếc ghe thôi. Nhưng mà tùy theo cái ngờ, tùy theo cái ngờ thì mình sử dụng cái đường chạy. Chiếc này là số hiệu 90915 Ngọc Y 5. Mẫu ghe này thì có lẽ thì cũng hơi lâu trước đó, đóng mũi hơi tớp mũi. Mấy mẫu đời sau thì họ đóng bung sợ dai hơn, sợ mé hơn. Ghe này nhìn vậy mà dài ghê dài. Quá nhiều ghe đã cập cảng chờ lấy đá luôn. Như mấy chiếc ghe hậu cần như mình đó, thì vô trong cảng này mà không có quản luôn, vô mà muộn là không có quản vào, chờ máy lấy đá xong mới có quản, máy lắng banh chành luôn. Ghe đẹp quá. Xưa lúc mà thời điểm mình còn làm ghe nhỏ, anh thấy mẫu ghe ở Cà Né anh ham thích lắm, thích nhìn. Bây giờ mình làm ghe còn to hơn ở Cà Né nữa rồi, cho nên mình vô đây mình quay lại cho anh em xem. Mỗi nơi mỗi chỗ nó có mỗi cái mẫu ghe khác nhau, cho nên mình quay cho nó đặc sắc của cái kênh của mình. Anh em vô xem. Có anh chị thuyền thúng chở đủ thứ, Quỳnh Hảo, mì tôm rồi bán anh em, đi bán dạo ở trên sông á, ở sông Cà Né nó có nhiều ghe lạ, thêm chiếc lúc chủ nữa đây, nhãn hiệu Anh Vũ 2, chiếc này còn khá dài, tầm hơn 18 mét. Đóng len nhìn nó giấu quán ghê đó, đặc điểm giống như ghê Cà Né mình nói là ở sau lái không có ông nào xây cái bộ diền, xây lái đứng hết. Chiếc này còn chép phe, chắc đang chiếc này đang đi phe 488, chạy xương bô luôn. Anh này từ bên cảng mới, cảng mới chạy qua ha, chạy qua cảng cũ lấy đá hay sao á, do cảng mới thì buổi chiều nó càng. Mình sẽ dành một cái bài viết để nói về cái cảng cũ với cái cảng mới của ở khu vực xã Cà Né nha anh em. Bởi vì một cái bài viết này thì mình chắc chắn là mình nói nó không có đủ hết được, mình quay cái lượng ghe ở Cà Né thôi. Còn cái cảng mới là cái cảng phía bên kia dành cho phe xúc đậu là chính, nhưng mà buổi chiều nó rất là càng. Còn cái cảng cũ bên này là dành cho ghe ở Quảng Lai và ghe của địa phương luôn. Quảng Lai là vô cặp ở cảng cũ là chính đó. Mấy anh này chiều nhổ neo nẹp bô đủ kiểu luôn, rầm trời rầm đất luôn. Lúc máy vàng lúc trổ trang bị hai súng phen hết. Máy này cũng làm tứ xứ luôn, Quảng Ngãi rồi Thổ Châu, Phú Quốc rồi đi tứ độ tường, không có dùng nào máy ảnh không tới. Hiện tại thì một số đoàn ghe của Cà Né, trong đó có phe xúc và trụ bao cũng đang làm ở dưới cái vùng mà đảo Thổ Châu, Phú Quốc.
gắn chiếc túi chủ này nè. Chiếc này thì dưới 15 mét, sơn cabin màu vàng ha. Cột ghê này chắc cũng lâu rồi. Tiếp theo là một chiếc ghe đi khoe. Khoe nhưng mình chả thấy chế khoe nào hết. Anh này chắc đi bấm dầu. Đó, chiếc này mới đi khoe nè. Còn chế khoe rồi, trên ghe đầy đủ không? Còn mấy chiếc này vô cảng nẹp bô gì. Tá lả. Ra, anh này ra. Ghe neo nịt cứng luôn anh em, vô cảng nịt cứng luôn, quay không có đủ cái khoảng trống nữa, mà cái máy quay nó đưa tới ngay chỗ chiếc ghe luôn. Ghe với ghe nó chồng nhau nhiều lớp. Còn mấy chiếc này là neo đậu cố định luôn nè. Ghe ở Cà Né bây giờ đi biển cũng khó, mấy chiếc mà nổi bật thì còn có bạn đi, còn mấy chiếc mà đầm đầm thì hầu như là neo ở bến luôn. Đây, quay anh Duy Khoa đang rè cửa cho anh em xem. Đây là cửa Cà Né nè anh em. Cái mép cửa bên trong thì nó có cái hàng ba chấu. Đó, bên trong thì ghe của Cà Né neo đậu quá trời. Bên ngoài hầm cửa thì cũng có rất là nhiều ghe ha. Bây giờ mình chạy qua trong cửa mình bán cá ha. Xin chào và hẹn gặp lại anh em ở video tiếp theo. Cảm ơn anh em đã theo dõi video nha.